Rồi, mời các bạn thưởng thức tiếp bản thứ hai nào. Bản thứ hai để coi, bản Tạ Từ Trong Đêm cũng ca với em Hoa nữa, mời các bạn thưởng thức tiếp nha, bản thứ hai. Tạ Từ Trong Đêm, bản này 85% các bạn, A một cộng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé.